Tử vi tuổi Đinh Sửu 1997, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ngày tuổi Đinh Sửu 1997, mệnh Dạn Hạ Thủy, thường có tính cách phức tạp, khó đoán vì can đinh thuộc hỏa mà bản mệnh của họ lại thuộc thủy. Hỏa và thủy mâu thuẫn, tương khắc khiến nội tâm của người tuổi Đinh Sửu thường hay xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Có lúc người ta thấy bản mệnh nhiệt tình, hăng hái, có lúc lại thấy trầm lắng, buồn bã. Do Dạn Hạ Thủy là nước khe suối nên tuổi Đinh Sửu ít khi bộc lộ bản thân, thường cất giấu nhiều bí mật, cảm xúc không bộc lộ rõ ràng, không dễ thân thiết với người khác. Nhưng một khi đã quen thân với ai rồi, tuổi Đinh Sửu sẽ tỏ ra mình là người dịu dàng, biết quan tâm, chăm sóc. Ngoài ra, vì hành thủy chủ về trí tuệ nên những người tuổi Đinh Sửu mệnh Dạn Hạ Thủy cũng có đầu óc thông minh, giỏi giang, có tài ứng biến. Trong học tập và công việc, họ thường là người có suy nghĩ đột phá, đưa ra những ý tưởng mới lạ. Ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị về tử vi của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1970. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe tình duyên và chi tiết tuổi Đinh Sửu trong 6 tháng cuối năm, vận trình của tuổi Đinh Sửu trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi của các bạn sinh năm 1997 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi của các bạn tuổi Đinh Sửu trong nửa cuối năm 2021 cho thấy rằng trong năm tuổi của mình, các bạn cần tránh những hành động bốc đồng, nóng nảy vì đó là căn nguyên khiến các bạn vướng vào nhiều điều thị phi, rắc rối. Thời gian này, các bạn may mắn được thực thần chiếu mệnh. Các bạn 1997 tuổi Đinh Sửu giữ được trạng thái tinh thần khá lạc quan, tích cực và điều đó góp phần lớn giúp vượt qua khó khăn. Tình hình sức khỏe thời điểm này về cơ bản cũng ổn định, song không nên cho rằng mình còn trẻ tuổi mà duy trì lối sống thiếu khoa học. Ngoài ra, chuyện tình cảm của các bạn không có nhiều biến động. Muốn tìm được người ưng ý thì có lẽ bạn phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đặc biệt trong năm, các bạn tuổi Đinh Sửu còn phạm phải trực thái tuế. Người xưa thường nói thái tuế là vị tướng quân cai quản trần gian suốt một năm. 65 lục thập hóa giáp sẽ có 60 vị thay phiên nhau cai quản và mỗi vị sẽ có chất pháp khác nhau cai quản trời đất. Năm nào đến lượt thần thái tuế thì năm đó gọi là trị niên thái tuế. Mỗi năm khi tương trùng cùng với sao thái tuế thì con giáp đó ắt sẽ có những khó khăn không thể tránh khỏi. Vậy nên để hóa giải, các bạn hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó, mặt sau có in hình lệnh phù thái tuế của năm, kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó các bạn có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bạn tuổi Đinh Sửu trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Xem tử vi tuổi Đinh Sửu nửa cuối năm 2021 có cho thấy rằng không có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong thời gian này. Các bạn không thể ngồi chờ thời cơ đến với mình mà cần phải tích cực, chủ động hơn trong việc tranh thủ cơ hội. Khi được giao cho những nhiệm vụ khó khăn, các bạn không nên rút lui và trốn tránh mà cần đứng ra nhận trách nhiệm. Bởi đó chính là cơ hội để các bạn rèn luyện và khẳng định giá trị của bản thân mình.
Trong 6 tháng cuối năm, một số bạn còn có thể lựa chọn đi học cao hơn và điều đó cũng có ích cho sự phát triển tương lai của các bạn. Dù đôi lúc các bạn phải chịu áp lực khá nặng nề, nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi việc sẽ qua. Ngoài ra, để có thể hóa giải vận mệnh, xua đuổi hung tinh, các bạn tuổi Đinh Sửu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời, vòng còn giúp chiêu mời quý nhân che chở, giúp đỡ các bạn phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Nửa cuối năm 2021, đường tài vận của các bạn tuổi Đinh Sửu không quá hanh thông, có thể các bạn sẽ không đạt được những kết quả lý tưởng như dự tính ban đầu. Song nhờ có sự thông minh và tài giỏi, các bạn vẫn có thể thu về cho mình một khoản tiền nhất định. Ngoài ra, với các bạn đang làm công ăn lương, sẽ có mức lương ổn định trong thời điểm này. Nhưng nếu muốn thăng chức, tăng lương, cải thiện cuộc sống, thì các bạn cần phải cố gắng nhiều hơn, ý bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ các bạn trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Từ đó mọi việc sẽ được hanh thông, thuận lợi và thành công hơn, áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Các mối quan hệ xã giao của các bạn tuổi Đinh Sửu trong nửa cuối năm 2021 phát triển khá tốt. Các bạn có thể kết giao được với một vài người bạn có ảnh hưởng tốt, có thể giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, chinh phục đích đến trước mắt. Tuy nhiên, chuyện tình cảm thì không được tốt đẹp như vậy. Dưới sức ảnh hưởng của thái tuế, các bạn khó gặp được vận đào hoa, khó gây ấn tượng với người khác giới, nằm ở vị thế khá bị động. Nếu muốn thay đổi tình trạng này, các bạn cần phải tự tin và cởi mở hơn. Nếu có tình cảm dành cho ai đó thì nên chủ động tiếp xúc, trò chuyện, kéo gần khoảng cách. Ngoài ra, để cải vận tình duyên thì các bạn tuổi Đinh Sửu hãy sử dụng vòng tay phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của các bạn trong thời gian sắp tới. Từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, gia đạo yên ấm. Đặc biệt, những bạn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong năm tuổi, các bạn tuổi Đinh Sửu hết sức tránh việc hành động vội vàng, nóng nảy, kẻo sinh sự thị phi. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín, danh dự mà còn khiến cho sức khỏe thể chất và tinh thần sụt giảm. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, các bạn cũng nên tự lượng sức mình, không nên cứng đầu, cứng cổ, bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của người khác. Ngoài ra, trong thời điểm này, các bạn hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh. Vòng tay sẽ giúp các bạn tăng cường vận khí, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ các bạn. Khi mang theo pháp khí bên mình, cũng giống như Phật ở bên cạnh, từ đó tâm sẽ được thanh thản, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bạn tuổi Đinh Sửu trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của các bạn qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Sang tháng cô hồn, vận trình của các bạn tuổi Đinh Sửu có khá nhiều biến động. Công việc của các bạn sẽ gặp khó khăn, cảm giác làm việc trúc trắc, bị nhiều thế lực cản trở. Sức khỏe của các bạn cũng giảm sút, sẽ đau yếu, mất tiền thuốc thang trị bệnh. Tài chính vì thế mà biến động, thu chi mất cân đối, áp lực tiền bạc lớn, đề phòng tình trạng phá tài vào cuối tháng. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Sang tháng Đinh Dậu, Sửu thổ và Đinh Hỏa tương sinh, hình thành thế thực thần thúc tài, sân lợi cho đường tài lộc. Lại thêm địa chi tam hợp, cát lại càng thêm cát, tiền bạc dồi dào, kinh doanh buôn bán phát lộc, thu nhập tăng lên đáng kể. Có điều, các bạn tuổi Đinh Sửu cần đề phòng tai nạn bất ngờ, cho nên các bạn hạn chế đi xa hoặc đi một mình, đề phòng bất trắc. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng này, sức khỏe của các bạn tuổi Đinh Sửu liên tục phát sinh trục trặc, cho nên các bạn cần chủ động nghỉ ngơi hoặc đi thăm khám định kỳ để sớm phát hiện ra nguy cơ bệnh tật. May mắn tài lộc của các bạn trong tháng khá vượng, có hoạch tài bất ngờ, chuyện làm ăn sẽ trúng mánh. Tuy nhiên, dẫu tiền nhiều mà sức khỏe yếu thì không trọn vẹn. Nếu có thể, các bạn nên bớt tham lam,
ôm đồm nhiều việc để dành thời gian nghỉ ngơi, phục hồi cơ thể. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Tháng mà thổ khí đương vượng rất có lợi cho sức khỏe của các bạn tuổi Đinh Sửu. Theo đó, người ốm mau khỏi, gặp thầy gặp thuốc, không hao tốn quá nhiều sức lực và tiền bạc. Có điều, các bạn chú ý kiềm chế tốt cảm xúc, tránh để tình trạng cá nhân xen vào việc chung, kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Điểm nổi bật trong vận trình tháng này của các bạn tuổi Đinh Sửu nằm ở phương diện công việc. Các bạn được các tinh tú chủ về di chuyển chiếu mệnh, dù khá mất sức cho việc đi lại, song thành quả thu về rất đáng ngưỡng mộ, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tài vận trong tháng lên xuống bất ổn, đa phần có dấu hiệu suy giảm do có hung tinh chủ về hao tán chiếu mệnh. Theo đó, dù các bạn làm gì cũng nên lấy phương châm tiết kiệm hàng đầu, đừng vung tay quá chán, kẻo rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần. Thứ sáu, tử vi tháng 12 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm tuổi, các bạn tuổi Đinh Sửu sẽ chịu khá nhiều áp lực về mặt công việc và tài chính. Khối lượng công việc nhiều, áp lực gia tăng, trong khi đó tiền bạc lại bị tăng nghẽn ở nơi nào đó, chưa đổ về túi ngay được. Ngoài ra, tháng này các bạn cần cẩn thận, kẻo phá tài do phải chi tiêu quá nhiều vì người thân hoặc bạn bè. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Sa Cát tìm hiểu vận hạn của các bạn tuổi Đinh Sửu trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn của các bạn tuổi Đinh Sửu. Các bạn nam tuổi Đinh Sửu trong 6 tháng cuối năm bị sao Kế Đô chiếu mệnh. Tử vi Đinh Sửu 2021 nam mạng, khi bị sao này các bạn sẽ dễ gặp tai nạn, hao tài tốn của, tăng khó, bệnh tật, thị phi, đau khổ, buồn sầu, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc không may, xấu nhất là tháng 9 âm lịch. Bên cạnh đó, các bạn nữ tuổi Đinh Sửu lại may mắn được Thái Dương chiếu mệnh. Bởi Thái Dương được coi là phúc tinh, các bạn có thể phát triển về công danh, nhưng nhìn chung khá vất vả. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng, việc làm ăn cũng được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán, nhất là vào tháng 10 là tháng đại cát. Tuy nhiên, các bạn tuổi Đinh Sửu còn chịu ảnh hưởng của hạn địa võng. Hạn này chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, nhất là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, các bạn cần cẩn thận lời nói, kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, các bạn cũng cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ dở giữa chừng. Thứ hai, luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của các bạn tuổi Đinh Sửu có Thái Tuế, Phá Toái và Hoa Cái tọa thủ, gây ức chế về mặt tinh thần, suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, có dấu hiệu thị phi, đeo bám, ăn nói cẩn trọng. Cung tam hợp thì có Lộc Tồn, Long Trì, Phượng Các, Giải Thần, Thiên Phúc, Hàm Trì là những cát tinh thúc đẩy ngoại giao tốt, gặp người có quyền thế giúp đỡ, lợi cho tài lộc và ngoại giao. Tuy nhiên, còn có các hung tinh như Tuần, Triệt, Bạch Hổ, Phi Liêm, Thiên Khốc, Thiên Quan, Quan Phù mang tới trở ngại trong công việc, tin buồn trong gia đình, tai nạn bất ngờ, thị phi kiện tụng. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có Đại Hao, Tuế Phá, Thiên Hư là những hung tinh chủ về tiêu hao tiền của, mất trộm, tiểu nhân quấy phá hoặc có bệnh trạng trong người. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bạn Đinh Sửu sinh năm 1997. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.